Chào anh chị, trở lại với Hiểu Mấy Cây, kênh chuyên mua bán máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm mà theo máy nông nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một số cái hình ảnh về một cái vùng đất có biển nữa, đó chính là Kiên Giang. Hôm nay thì bên hệ thống phân phối máy nông nghiệp bên Hiển sẽ giao một cái dàn Sentiment. Dàn sới này nó sẽ đi cặp với thằng Kubota 5018. Hôm trước thì mình có giao một cái dàn sới là cũng của Sentiment nhưng mà nó đi với thằng 6040. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người xem cái dàn Sentiment này nó đi với thằng 5018 thì cái hiệu quả làm việc và cái năng suất làm việc của nó sẽ như thế nào. Hiện tại mình cũng có nhiều hãng để cung cấp nha, nhưng mà vùng đất nào phù hợp với dàn nào của nhà máy, nhà sản xuất nào thì mình sẽ cung cấp cho mọi người, sẽ tư vấn cho mọi người những cái dàn nó phù hợp nhất luôn, chứ chứ có một sự lựa chọn cứ ép khách hàng mua cái sản phẩm mình bán, mình chỉ bán sản phẩm đó thì nó lại khó cho khách hàng. Để đi cái hướng bên đây cho mọi người xem thực tế rõ hơn. Dàn đây thì 50 nó sẽ chạy, nó chạy nó phù hợp hơn, nó ngắn cũng như là nó không có ngắn lắm nhưng mà nó sẽ phủ bì được cái lằn bánh của thằng 50 chứ. Sentiment một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ấn Độ, nhà máy của nó sẽ đặt tại Ấn Độ luôn. Hôm trước là 6040 nó cũng mang cái dàn này. Xuống dưới đây. Phía bên kia nhìn cái dàn sới nó sẽ bắt mắt hơn, nó sẽ đẹp hơn tí. Cái dàn này thì mình sẽ bảo hành 1 năm. Đây, để mấy cái loa nó lên để đừng cho nó chạy. Và giá cả thì mọi người có thể liên hệ thông qua cái số điện thoại ở bên dưới, mình sẽ cung cấp cho mọi người những cái sản phẩm mà nó phù hợp với nhu cầu của mọi người. Ngoài Sentiment cũng còn Greenland, Machio, sắp tới cũng Machio nữa, cũng như là máy nông nghiệp thì mình cũng có đủ luôn các thương hiệu để phục vụ cho mọi người luôn. Phía đây có mấy cái dàn mấy cái bánh lồng như mấy cái dàn sới cũ. Dậm xuống sới cái. Đây Phú Lợi của chúng ta. Phú Lợi. Chiếc cái dàn 60 giao ở bữa đó Phú Mỹ. Nó có giao dàn 220 Phú Mỹ. Xíu chứ 50 cổng luôn hả bác? Ừ. Tức là chút xíu cổng luôn hay sao? Không, để chiều, chiều nó mới về. Dạ. Vậy là không có được coi 50 chạy thử rồi. Cái đang kèm theo. Nó 34. Cho mọi người xem chiếc 3408 ở nhà của bác khách nha. Ở đây thì ổng cũng có xài sử dụng cái cung rơm size 870 nè. Hiện tại mấy cung rơm thì bên mình cũng có cung cấp luôn 850, 870. Chiếc này thì mang dàn kia không nổi đâu. Chiếc cái dàn mới thì là mang cho 5018 mà nó đi cài à. Còn chiếc này quay mọi người xem sơ coi. Đang lắp ráp ở bên dưới. Chạy cũng nhiều rồi. Trong thơ mát không biết còn chạy không á. Vừa rồi cũng là một số cái hình ảnh mà mình đến để giao dàn sới đến nhà khách hàng ở Giang Thành, huyện Giang Thành của cái tỉnh Kiên Giang. Nhưng mà một điều rất là tiếc là máy đã đi cày rồi nên không có gắn được vào cái chiếc 5018 để mà chạy thực tế cho mọi người xem. Thì lúc giao mình cứ ngỡ đâu là nó sẽ có máy ở nhà giống như thằng 6040 hôm trước để chia sẻ cho mọi người. Thì đó là một số cái hình ảnh mọi người xem sơ qua thôi. Còn về máy chạy thực tế như thế nào mình sẽ chia sẻ cho mọi người ở trong những cái video sau ở trên cái kênh này luôn. Mọi người có thể đăng ký cái kênh này để cho mọi người xem cái video thực tế của cái thằng 5018 này, khi mà nó gắn cái dàn Sentiment này nó sẽ chạy như thế nào. Cái dàn này thì phủ bì của nó sẽ là 1m98 mấy, nó gần 2m đó, còn chiều dài bông thì nó sẽ là 1m bông làm việc á.
1,7 hơn tí xíu. Tại vì cái bông này nó sẽ phù hợp với cái chiều hông, cái hông của thằng 5018. 5018 thì cái hông nó đâu gần gần hai hông bánh, gần 1,5 m thì nó cũng đã phù hợp rồi. Hiện tại là bên mình cũng có rất là nhiều cái thương hiệu dàn sới để cung cấp cho mọi người, để khi mà đối với từng cái vùng đất mình sẽ có một cái thương hiệu dàn sới nó phù hợp. Tại vì mỗi cái thương hiệu nó sẽ có cái cách sắp bông khác nhau, cái cách sắp bông sới khác nhau, cái cách mà đặt cái vị trí răng sới khác nhau. Cái thương hiệu nào phù hợp nhất thì mình sẽ lựa chọn đi cung cấp cho mọi người. Hiện tại có Sentiment, Greenland cũng như là Machio, Machio của Ý nhưng mà cũng được sản xuất ở Ấn Độ luôn. Thì vài hôm nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái dàn sới đó cũng như là về những cái thương hiệu đó. Còn riêng về máy nông nghiệp thì mình cũng cung cấp cũng như là tư vấn cho mọi người nhiều cái dòng máy từ ruộng khô đến ruộng nước, từ 36 mã lực cho đến 120 mã lực. Thì ở bên hệ thống mình có đầy đủ luôn. Anh chị nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ để cho bên hệ thống mình sẽ phân phối cũng như là để tư vấn cho mọi người chiếc máy mà nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau.